tức là cái kênh phân phối hiệu quả khi mà giá tốt này, chất lượng cao cao và đúng rồi, kịp thời. đúng giờ kịp thời, cũng như là chấp nhận được đối với khách hàng. Chất lượng khách hàng là cái giá chất lượng được với khách hàng, ngoài ra là chất lượng cao đúng đương nhiên rồi, và thứ hai là phải đúng hạn cho người ta. So margin is suitable là cái Còn mang gì là gì? margin, Margin lợi nhuận cận biên. cái lợi nhuận cận biên thì đủ để mà duy trì cái quá trình hoạt động. Yes. Rồi, bây giờ tiếp đi.